Pháp tướng niệm xứ nói con giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự 7 ngày đêm. 7 ngày đêm suốt 7 ngày đêm đó không? Thì có 7 cái năng lực giác chi. Khi mà các con ngồi khoảng bừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ hoặc nửa tiếng thôi thì mấy con cũng thấy được cái kinh an giác chi. Cho nên khi nào mà con ngồi thấy không có gì gì hết, mấy con thấy xem nó an lạc. À, đó là kinh an giác chi nó xuất hiện rồi mấy con. Giác chi, 7 giác chi nó xuất hiện lần lượt theo cái tâm của mình. Khi mà mình ngồi mà cái tâm mình nó không còn niệm gì, nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự, thì mấy con sẽ thấy đó là định giác chi. Nó xuất hiện cái định giác chi. Mà khi mà cái định giác chi nó có rồi thì cái kinh an giác chi nó sẽ có. Mà hãy có kinh an giác chi thì hỷ giác chi nó xuất hiện. Mà hỷ giác chi nó xuất hiện thì trạch pháp giác chi nó xuất hiện. Cho nên lúc bây giờ mà khi mà mấy con có được cái tâm an trú được rồi, có kinh an giác chi, có hỷ giác chi rồi, cái thân bệnh mấy con tác ý là đủ đi đó mấy con. Nó trạch pháp giác chi mà, nó trạch là nó tròn được câu đó, nó tác ý cái bệnh đi liền. Nó nói đó là cái lực của nó rồi, cái lực của trạch pháp. Còn giờ mình chọn một cái câu nhưng mình không có được nhất tâm gì an trú được, cho nên mình đuổi bệnh lâu lắm, đuổi nó không đi, nó cứ đau đau hoài. Còn kia khi mà mình có được kinh an, có được nghĩ, tức là mình an trú được rồi. Mà khi mình an trú được rồi thì cái thân mình nó không còn đau nhất, tức là nó làm chủ. Các con thấy không? Nhưng mà bây giờ thầy dạy những con nhiếp tâm này rồi an trú là mục đích để cho chúng ta thực hiện được cái sự tu tập đó, mà cái kinh an, cái nghĩ giác chi, cái định giác chi nó xuất hiện. Mà con nhiếp tâm được thì cái định giác chi nó mới xuất hiện. Mà sao con nhiếp chưa được, cứ vọng tưởng hoài thì định là sẽ có. Mà định không có thì làm sao có kinh an giác chi, có hỷ giác chi mấy con. Mà khi cái thời gian 7 ngày đêm với cái ngồi như thế này, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nó xuất hiện đủ 7 giác chi. Mà đủ 7 giác chi tức là tứ thần túc. Mà nó có 4 cái lực như thần, gọi là tứ thần túc. Lúc bây giờ mấy con muốn chết, hồi nào chết nó bảo thân này tỉnh chỉ là nhập tứ thiền, nó tỉnh chỉ nhập tứ thiền. Cho nên thiền định không phải ngồi tu mà được, mà có định như ý túc. Trong tứ thần túc nó có định ý túc. Không lẽ bây giờ có định chưa, mình chưa có định ý túc mình làm sao mình nhập định được đó con? Định như ý muốn mà. Còn giờ mình chưa có lực định thì không bao giờ mà ai ngồi thiền nhập định được. Cho nên hầu hết mình đến các trường thiền, mình thấy người ta ngồi thiền nhập định, sự thật họ có thiền định gì mà tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế nào mấy con đây? Dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện, ly dục ly ác pháp. Chứ đâu dạy cho chúng ta ngồi thiền. Các con thấy mới vô đầu thì Đức Phật dạy mình tu tứ chính cần gì? Phải siêng năng cần mẫn hàng ngày, ly dục ly ác pháp. Người ta chửi thì mình làm sao mình đừng để tâm mình giận. Thấy một cái vật đó thèm muốn ăn thì vô này không được ăn phí thời. Mình cấm mình thiền để cho cái tâm dục mình nó không có theo. Bây giờ ngồi đây cứ buồn ngủ nó buộc tới buộc lui thì phải đi kinh hành để cho đừng gục nữa, thì làm cho cái dục này nó phải lìa ra, nó lìa ra. Cái mục đích của Phật là ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng, mà tất cả những ác pháp này mà không lìa mà ngồi thiền là ngồi cái gì? Tự thần túc nó không có, làm sao mà thiền đến gì mà nhập được. Cho nên ngồi đây mà ức chế tâm thì nó lọt trong tưởng thôi, chứ nó làm sao mà thiền đến gì? Các con hiểu chưa? Cho nên